Hello chào các bạn và chào các bạn trở lại với kênh Quân Mobile Mobile Việt. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Ryoma kiếm khách tài 3 tại hiệp dừng quá của chúng ta. Sở hữu sức mạnh vô biên bởi vì đó là một chất tướng trong kho báu, và đồng thời sẽ thông báo các bạn cái sự thay đổi của vị tướng này trong phiên bản tiếp theo. Ryoma sẽ có thay đổi gì, các bạn cùng theo dõi nhé. Ok, thì trận đấu này thì mình sẽ đi top nha, cố gắng mà đi top. Không để Zuka đi top được, và mình sẽ đấu với team bạn đi top đây. Cầm bộc phá thì có lẽ là Wonder Woman anh em ơi. Ryoma là một chất tướng các bạn có thể dùng là leo danh rất là tốt nha. Đây là vị tướng có khả năng gánh team khá tốt ở cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà sang đến phiên bản tiếp theo, Ryoma của chúng ta bởi vì quá mạnh nên sẽ bị giảm sức mạnh anh em. Thật là buồn quá đi mà. Đó không sao. Thì trước khi nó bị giảm sức mạnh và trước khi máy chủ mặt trời của Lincoln Mai update xong phiên bản tiếp theo thì chúng ta cứ dùng Ryoma để leo danh gì đã. Rồi không lo anh em. Cụ thể như sau, sức mạnh Ryoma bị giảm ở cái chiêu thứ 2 và chiêu thứ 3 anh em. Đó. Cái chiêu thứ hai nhất kích tất sát, Ryoma sẽ sẽ bị giảm cái khả năng khống chế. Rồi đừng cẩn thận nha anh em. Đầu game mình dính hai chiêu, một của gọi là khiên kiếm liên kích của Wonder Woman được sắp mặt đấy. Làm sao sát mình được. Đánh solo với bạn Wonder Woman đeo cái thì các bạn đánh hết sức cẩn thận nha. Ryoma là một chất tướng solo rất là tốt nhưng mà đừng để thua lên đấy, chắc chắn là không thua lên được rồi. Và điều đó thì mình phải đánh khéo léo thôi đó. Cấu rỉa bằng cái nội tại và cái chiêu nhất kích tất sát thôi. Wonder Woman áp sát thì các bạn sẽ dùng thần hành bách biến là chiêu thứ nhất để chạy đi nha. Vừa gây sát thương lại vừa cấu rỉa được máu. Đó. Cô nàng hơi cay cú và chơi chiến thuật phóng khiên. Ok, chiêu nhất kích tích sát bị giảm cái khả năng khống chế. Thời gian nào choáng ở phiên bản hiện tại là 1 giây. Sang phiên bản tiếp theo, thời gian nào choáng chỉ còn có 0,75 giây anh em ơi. Rồi, bé chạy đi đâu? Bé chạy đi đâu? Nè. Solo với chị đi mà. Anh một tay nhưng mà anh rất là khỏe nha. Rồi, khả năng làm choám giảm đi, chính vì vậy khống chế sẽ kém đi rất là nhiều anh em ơi. 1/4 thời gian khống chế. Rồi, rơi quỷ là thuộc về mình. Rồi, dí kinh quá, nghi kinh quá. Dí kinh quá. Cổ thân Slim. Rồi các bạn khi lên bảng điểm số thì các bạn có thời gian rảnh và rất hay là quay lại chửi team. Đổ lỗi đổi thừa. Mà không sao. Mình thích thì mình đổ thôi. Ok, và cái sự thay đổi thứ hai của Ryoma đó là chiêu cuối loạn trảm của Ryoma sẽ bị giảm sát thương vật lý nhá. Giảm tầm 20 sát thương vật lý ở cái chiêu thức này. Đó. Con chim đã thuộc về đi không ma, không để cho bé bự ở đi Wonder Woman cướp được. Đó. Đâu phải là con gái mới mê chim. Giảm sát thương ở cái chiêu loạn trảm đi. Và đồng thời lại còn tăng cái thời gian hồi chiêu của chiêu loạn trảm lên 2 giây nữa. Đó, trời ơi. Ví dụ ở cái chiêu loạn trảm ở cái level thứ nhất ý, thì hồi chiêu là 10 giây. Sang phiên bản mới thì hồi chiêu sẽ là 12 giây anh em. Đó. Nghĩa là cái Ryoma nói chung là vị tướng có thời gian hồi chiêu của kỹ năng rất là ngắn thôi. Bây giờ thì sẽ tăng thêm chút xíu nha. Như vậy thì độ khó đánh Ryoma sẽ được tăng thêm. Nhưng mình nghĩ thì Ryoma vẫn rất là mạnh nha. Ở cái sự giảm này sẽ tạo tiền đề cho Ryoma ra khỏi kho báu và các bạn có thể chơi vị tướng này tốt hơn đấy. Xiên à, không choáng được bởi vì miễn khống chế à.
Ồ quá, anh em team mình lên bảng điểm số quá. Liên tục thế này sao mà đỡ được. Thôi cố gắng hết sức của anh em ơi, mình đánh thì không không có kiểu là trực team đâu, các bạn cứ cố gắng hết sức nha, chiến đấu hơi thở cuối cùng nha. Ôi đẩy đẩy trụ kìa, cô bé chơi trò đẩy trụ à, chơi trò đẩy trụ à. Rồi ý không choáng nhưng mà vẫn sắp mặt tôi, các bạn giữ khoảng cách tốt để dùng chiêu nhất kích tất sát làm choáng nha, và chắc chắn là phải mắc nhất kích tất sát rồi. Ở trang bị Ryoma mình để bên dưới nha anh em. Rồi mình ăn cướp con chim của chị à, không được đâu, không được đâu cáo ơi. Và thông báo các bạn có rơi quỷ phiên bản mới thì hỗ trợ giết rơi quỷ được 30 vàng à, chứ không phải 72 vàng như người tiêu diệt nha. Đó. Và con rơi quỷ của chúng ta sẽ có thêm 30 phần 30 tốc chạy nữa. Đấy. À, con bé không phát hiện ra. Rồi mình ăn a là Crot. La Crot. Thần hành bách biến rồi. Cướp luôn được con bướm xanh. Với việc là mình cướp được bùa xanh của rừng team bạn thì rừng team bạn sẽ phế nha. Sẽ không còn bá đạo như thời điểm đầu game gank team mình nữa. Một phát xiên. À. Kìa trời ơi gấu lỗi quá. Có lấy một vô hụt kìa. Đồng hội đồng đội level 5 mình level 8 rồi. Trời ơi sao sao xong cái trụ rồi. Rồi cô bé đã chạy mất rồi. Đánh kiểu này mình có khi là mất trụ trước con đơn mình anh em ơi. Mà không đi chạy hỗ trợ team thì giữ lên thì team là lát mét. Rất là khó khăn. Mình cũng muốn ôn lên lắm nhưng mà nếu mà không đi thì các bạn thì đã chết nhiều quá. Bị ép ghê quá. Rồi giết trụ xong giết người anh em ơi. Rồi ok. Chạy đâu? Chạy làm sao? Rồi. Ê, nhảy về đằng sau kìa. Hay thật ý. Thôi thôi xong mình rồi. Thôi. Wow, cái chiều cuối hồi rất nhiều máu anh em ơi. Đó. Ở rất may là không giảm cái khả năng hồi máu của cái chiêu loạn trảm nha. Chỉ giảm cái lượng sát thương vật lý gây ra thôi. Các bạn cứ căn khoảng cách dùng nhất kích tất sát làm sao để làm choáng được thì cái combo con này nó mới mạnh được. Nhưng là khi các bạn áp sát được tướng địch rồi các bạn có thể dùng một loạn trảm luôn. Tướng địch bỏ chạy khoảng cách vừa đủ là mình dùng nhất kích tất sát. Làm choáng tiếp tục dùng thần thành bách biến truy sát. Đó. Nó đánh nó kiểu kỹ năng nó phải biến hóa theo từng pha ra tranh nha. Chứ không phải là combo chuẩn là cứ là dùng chiêu một đánh thường chiêu 2 rồi chiêu cuối đâu. Trận này cố gắng hỗ trợ anh em mà giành chiến thắng trận này có lẽ hết hết sức lực nha. Kìa kìa bạn rồng ăn bạn rồng rồng kìa. Kìa gấu ơi ăn rồng nè, choáng sắp mặt nè, đó hay rồi. Wow, choáng này, đó, có mạng luôn thôi, tốc biến chạy thôi. Đồng quá, không thể đùa với Wonder Woman được đâu anh em ơi. Đó rất tuyệt vời, đã bắt được theo lát. Đó, thôi ai đi giữ đường thì mình sẽ đi hỗ trợ team. Bởi vì thực ra thì mình không mình ôm lên thì rất là thiệt cho team nha, bởi vì mình đang rất là xanh và đi hỗ trợ tạm thời là lên cái đai kháng phép nha anh em, sau đó mình nên hẳn những cái đồ xuyên giáp và đồ giáp vật lý nha. Ok, và chú ý là cái kiếm Muramasa trong phiên bản tiếp theo sẽ bị giảm sức mạnh anh em ơi, giá sẽ rẻ đi nhưng mà cái khả năng xuyên giáp thì chỉ còn 40% thôi.
Kìa. À đi trời, sao không đụng long kiếm? Việc cái giảm sức mạnh này sẽ khiến Ryoma không còn bá đạo như trước, không còn bá đạo như hiện tại nha. Mình đang chơi Ryoma trong phiên bản chính thức Việt Nam, nó vẫn chưa bị giảm sức mạnh đâu, phải đến bản update sau cơ nó mới giảm sức mạnh các bạn ơi. Thôi mất cái trụ này rồi. Nói chung là chạy nhiều quá mất trụ là điều tất nhiên thôi. Rồi chỗ này mình ăn được rất nhiều chim anh em ơi. Các bạn có thể thấy đồ mê chim của mình. Không có ai trong đây rồi. Thời gian hồi chiêu của Ryoma là rất là nhanh. Các bạn mình cũng nên rất nhiều đồ hồi chiêu nữa. Đó, cho xịt thanh niên chạy rất là nhanh nhưng mà vẫn sấp mặt. Chiên này, phá trụ đi Slim ơi, phá trụ đi bắn người làm chi. À, nhảy rất là nhanh anh em ơi. Xiên. Không trúng rồi. Phá trụ nào. Các bạn đừng nên tăng trụ nha. À, team không có đỡ đòn. Hãy để Slim ép trụ thôi. Nhưng mà có vẻ là không được rồi. Lùi xíu thôi. Rất tiếc nick này thì mình không có cái bộ trang phục là thợ săn tiền thưởng. Các bạn có thể thấy là Ryoma rất là khỏe. Một tay giấu trong áo và một tay cầm cái thanh đao rất là to. Nhưng mà Ryoma không phải thiên về đao, mà anh chàng này là thiên về cái khả năng đó là kiếm. Đó, sải kiếm, các tuyệt kỹ là toàn kiếm thôi. Cái kiểu của nội tại là kiếm khách này. Đó. Rồi phá trụ phát. Ê, xong. Trời ơi. Ôi, theo lát bắn kìa. Choáng này. Ôi, thôi té. Ôi, tôi đứng nữa. Trời ơi. Quả đấy vội quá, không dùng nạn chảm kịp anh em ơi. Còn xíu máu quả đấy đánh hơn non tay anh em ơi. Quả đấy mình quay lại dùng chiêu cuối thì có khi là không bị chết. Cũng là một pha gọi là 4 bắt 2. Giờ mình sẽ lên thử cái khiên đất truyền thay vì cái món trang bị là giáp thông khổ như mọi khi nhá. Cái khiên đất truyền sẽ giúp anh em trâu hơn, đồng thời giảm tốc đánh của tướng địch. Đó, nhiều giáp hơn. Nhưng mà không có khả năng phản đam. Rồi, về thôi. Và team mình không có tank, không có ai nên cái khiên này thì mình phải nên thôi anh em ơi. Ở trong một trận đấu thì ít nhất phải có một thành viên nên khiên rất truyền với khiên hình thại anh em. Nếu mà trong trận đấu mà một team mà không có ai nên khiên rất truyền thì rất có không có lợi đâu anh em ơi. Thật sự cái món này sẽ giảm 30% tốc đánh của tướng địch. Rất nhiều tốc đánh đấy. Rồi ôi. Kìa kinh công giết. Chạy làm sao. Xịt. Đó. Đùa với chị à. Ok, và trận đấu này sẽ kết thúc ở đây thôi. Bởi vì 4 người đẩy trụ thì còn nát luôn, không còn
không về sao. Trời ơi, Nagrod nào cứu làm sao được. Ok, và video clip mình chơi Ryoma, một nhân tố trong kho báu, đến đây hết nha anh em. Đồng thời thông báo các bạn cái sự thay đổi của vị tướng này đó là giảm khá nhiều sức mạnh trong phiên bản tiếp theo. Rồi, xin chào các bạn và chúc các bạn có những giờ phút trải nghiệm trong trò đánh quân mobile thật là vui vẻ. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.